Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 là triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng chống, ngăn chặn đại dịch COVID-19, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng tiêu cực.